Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 27 tháng 11 qua phần trao đổi với anh Hoàng Trung Thông là chuyên viên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Thưa anh, kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 11 thì chúng ta thấy chỉ số VN Index vẫn tiếp tục duy trì được cái chuỗi tăng điểm. Anh có thể điểm qua những cái diễn biến nổi bật trong phiên giao dịch ngày hôm nay được không ạ? Vâng, lời đầu tiên thì xin chào Phương Thảo cũng như quý khán giả xem đài. Mình xin quay lại với phần bình luận của bạn. Thì trong phần này thì chúng ta có thể thấy là VN Index sẽ tiếp tục có một cái chuỗi tăng điểm sau những cái chuỗi tăng điểm trước đây. Và hôm nay là tiếp tục làm lên một cái đỉnh cao mới. Và ở đây thì cụ thể thì trong phiên giao dịch thì chúng ta có thể thấy là trong đầu giờ sáng thì đã có một sự đảo chiều giảm điểm mạnh khi mà hầu hết tất cả các cổ phiếu đều bị các mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì đang bị bán ra thì với dưới áp lực chốt lời và có sự phân hóa khá là mạnh ở đây. Tuy nhiên thì sau đó thì sau cái sự suy giảm kéo mạnh suy giảm đầu phiên giao dịch như vậy thì vào đầu giờ quay trở lại đó thì đã có sự hỗ trợ rất là mạnh, sự kìm hãm của các cổ phiếu và nổi bật lên ở đây chúng ta thấy các cổ phiếu như vốn hóa lớn ví dụ như GAS, VIX và các cổ phiếu như Vietcombank thì các cổ phiếu này đã giúp nâng đỡ chỉ số và giúp cho sau đó thì chỉ số đã có sự quay đầu đi xanh điểm trở lại và tiếp tục giữ vững cái sự xanh điểm này cho đến cuối phiên giao dịch. Và tuy nhiên vào cuối phiên giao dịch thì có một cái sự quay đầu đi xuống với cái sự kéo lùi từ cổ phiếu của Sabeco. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là nhìn chung thì VN Index chúng ta thấy hầu hết các phiên giao dịch thì có cái sự giằng co và phân hóa khá là mạnh và vẫn chịu sự chi phối của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Và các cổ phiếu này thì ở phía kéo giảm thì có thể chúng ta thấy rõ ràng đó là cổ phiếu của các Sabeco. Và các cổ phiếu nâng đỡ như các cổ phiếu ở đây chúng ta có thể điểm mặt qua như VIX, Masdan, GAS và Vietcombank. Và trong đó thì VIX là đầu tàu ấn tượng nhất thì chúng ta có thể thấy là đã giúp nâng đỡ chỉ số rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì các cổ phiếu vốn hóa chung và vừa, ví dụ như các cổ phiếu như các cổ phiếu dòng chứng khoán và bất động sản cũng đã có một cái sự tăng điểm khá là ấn tượng trong cái phiên giao dịch cuối tuần trước và kéo đầu qua cái phiên giao dịch tuần này. Thì các cổ phiếu này đã có những cái phiên giao dịch khá là khởi sắc và ấn tượng sau chuỗi tăng điểm kéo dài của các cổ phiếu blue chip. Thì chúng ta có thấy là dòng tiền đã có sự lan tỏa ra hầu hết tất cả các phiên các cổ phiếu trên thị trường và rõ ràng là cái độ rộng thị trường thì là nghiêng về các mã cổ phiếu tăng điểm. Và đặc biệt ở đây thì các cổ phiếu tôi muốn nhắc đến là cổ phiếu của dòng bất động sản và cổ phiếu của chứng khoán. Thì ở đây cụ thể chúng ta có điểm qua một vài cổ phiếu ở đây thì chúng như cổ phiếu như HCM, SSI thì đều như HCM, SSI đều tăng khoảng 2%. Ngoài ra thì MBS thì tăng khoảng 4,4%, VND thì tăng khoảng 2,9% và SHS thì có lúc đã có lúc tăng trần và đóng cửa thì tăng khoảng 9,3%, một cái mức tăng rất là ấn tượng. Các cổ phiếu bất động sản thì chúng ta có thể thấy ở đây ví dụ như các cổ phiếu như HPC, ITA, BBI và DRH hoặc các cổ phiếu đó thì đã có một sự tăng điểm khá là ấn tượng. Anh có thể phân tích cụ thể hơn những nguyên nhân giúp cho chỉ số tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay ạ? Vâng, thì ở đây thì chúng ta rõ ràng như tôi đã cập như cái phần trên thì rõ ràng ở đây chúng ta có thể thấy các nhóm cổ phiếu ví dụ như GAS, VIX và VRE, các cổ phiếu này là tăng điểm rất là ấn tượng. Thì cái là giúp nâng đỡ chỉ số và giúp neo giữ chỉ số vẫn giữ sắc xanh trong phiên ngày giao dịch ngày hôm nay. Thì ở phía đầu GAS thì chúng ta thấy là GAS đó là câu chuyện của tương quan giá dầu. Và ở đây chúng ta có thể thấy là giá dầu thì tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 2 năm rưỡi. Khi mà nhà đầu tư thì có những cái tin tức về việc mà tập trung cái sự chú ý của mình về cái nguồn cung dầu của Mỹ do họ lo ngại có sự sụt giảm khi mà một đường ống dẫn dầu lớn nhất từ Canada phải đóng cửa khiến ngoài ra sự lo ngại khác về cái việc mà họ hướng sự chú ý của các giới đầu tư về các cuộc họp chính thức của OPEC diễn ra vào cái tuần tới này. Thì chốt phiên thì chúng ta có thấy là giá dầu tăng WTI thì tăng khoảng 4%, đóng cửa mức 58.95 đô một thùng và giá dầu Brent thì đóng cửa trên mức 63 đô một thùng, tăng 0.5%. Thì những cái sự diễn biến và việc tăng giá dầu như thế này đã tác động tới cái việc mà cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí và điển hình ở đây là cổ phiếu GAS đã tăng điểm và giúp cho cổ phiếu được nâng đỡ tăng trưởng. Ngoài ra thì dòng các cổ phiếu nhóm ngành họ Vingroup là mà cũng đã giúp tăng điểm cho chỉ số ngày hôm nay và giúp cho chỉ số có được sắc xanh. Chúng ta có thể thấy nhiều điểm qua các cổ phiếu như Vincom hoặc là VIX hoặc là VRE, các cổ phiếu này cũng tăng điểm khá là ấn tượng. Thì ở đầu ngược lại thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu của nhóm ngành
B thì đã khiến cho cổ phiếu quay đầu và điển hình này đó là cổ phiếu của Sabeco đã có một cái phiên giảm điểm và giúp kéo khiến cho kỳ số bị suy giảm. Thì câu chuyện của nhóm cổ phiếu B thì rõ ràng thì do cái sự tăng trưởng của cổ phiếu trong giai đoạn vừa ra rất là mạnh mẽ, chúng ta có thể thấy ở trên thị trường, và chính thế mà hầu hết thì các nhà đầu tư tiềm năng thì họ đang đánh giá cái cổ phiếu này đang ở mức bên trên khá là cao. Vì họ vậy thì và ngoài ra thì theo đánh giá của các chuyên gia thì cho thấy là cái cổ phiếu này có khả năng sẽ không thu hút được mạnh mẽ, hoặc là cái câu chuyện thoái vốn của nhà nước sẽ không có được sự thành công giống như cổ phiếu của Vinamilk. Chính vì thế mà cổ phiếu này cũng đã giảm bớt cái sức hút của thị trường và sự quan tâm của các nhà đầu tư. Chính thế cổ phiếu này đã có một cái phiên quay đầu đi xuống, chính thế mà cũng đã khiến cho chỉ số đã phần nào kéo giảm cái sự tăng điểm của chỉ số trong phiên ngày hôm nay. Trong phần trao đổi thì anh có nhắc đến cổ phiếu họ Vincom, thì chúng ta thấy thời gian vừa qua cổ phiếu này đã tăng điểm khá là nhiều, đặc biệt là cổ phiếu của Vincom Retail mà khi lên sàn thì đã tạo được một cái mức tăng rất là thu hút nhà đầu tư. Anh có thể phân tích cụ thể hơn là đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới cái sự hấp dẫn của dòng cổ phiếu này? Như câu chuyện của Vincom Retail là một câu chuyện rất là ấn tượng cho trên thị trường chứng khoán mà chúng ta có thấy trong giai đoạn vừa qua, khi mà đã có những ít nhất 3-4 phiên liền tăng tròn liên tiếp và không hề khớp lệnh bất kỳ một cổ phiếu nào và tạo ra sức nóng rất là lớn. Thì đầu tiên thì chúng ta hãy điểm qua một vài cái số liệu thống kê để chúng ta thấy là lý do vì sao mà cái cổ phiếu nhóm ngành bán lẻ hiện đại thì lại thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là chỉ số phát triển bán lẻ năm 2017 của INT Kenny thì Việt Nam của mình thì đứng ở vị trí thứ 6 trên toàn thế giới. Và cái theo tổng cục thống kê thì quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đã tăng trưởng rất là nhanh, từ 70 tỷ năm 2010 lên tới mức 158 tỷ trong năm 2016. Và ngoài ra thì một cái thông tin khác như Bộ Công Thương chúng ta đã thống kê cho thấy thì cái dự báo thì thị trường bán lẻ sẽ tăng trưởng sắp xỉ khoảng 12% một năm. Và cái kênh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam thì còn nhiều cái dư địa phát triển, như chúng ta thấy là hiện giờ chỉ chiếm khoảng 25% thị phần bán lẻ. Mà nếu mà so sánh cái con số này ở các thị trường khác trong khu vực thì chúng ta có thấy ví dụ như là còn rất là thấp và rất là còn nhiều tiềm năng. Cụ thể thì chúng ta có thấy là ở như Philippines thì là con số này ở 33% rồi. Thái Lan thì đó là con số ở 34%. Trung Quốc thì đó là 50%. Và Singapore thì chúng ta không còn phải bàn cãi, tới 90%. Chính vì thế mà chúng ta thấy là ở con số 25% thị trường Việt Nam thì rất là còn khiêm tốn và cái dư địa để phát triển và tăng trưởng còn rất là nhiều. Ngoài ra thì một cái yếu tố khác chúng ta có thể điểm qua việc mà dân số đông và dân số trẻ, và cái niềm tin khi cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử mà niềm tin tiêu dùng thì tăng lên. Ngoài ra thì tự do thương mại và hạ tầng thì được nâng cấp thì cũng là một trong những cái động lực mà thúc đẩy cho cái việc mà cái thị trường bán lẻ hiện đại của Việt Nam sẽ có nhiều cái tiềm năng tăng trưởng. Riêng cái câu chuyện của cổ phiếu VRE hoặc là Vincom Retail thì chúng ta thấy là đây là một cái công ty mà là thành viên của tập đoàn Vingroup, mà sở hữu và được vận hành bởi hệ thống trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Việt Nam. Và đó là lý do mà tôi nghĩ rằng nó góp phần cái sự tạo ra cái sự thu hút mạnh mẽ của cổ phiếu này trong thời gian vừa qua. Dưới góc độ kỹ thuật thì anh nhìn nhận như thế nào về phiên giao dịch ngày 27 tháng 11 ạ? Ở dưới góc độ kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là hôm nay là một phiên tăng điểm, và rõ ràng là và cái phương diện kỹ thuật thì đường giá thì đã đóng cửa trên các đường EMA rất là quan trọng từ EMA 5 và 20 và vẫn giữ được cái sự tích cực này. Và các chỉ báo kỹ thuật thì hầu hết là đều cho thấy một cái sự tăng trưởng rất là tích cực. Ngoài ra ví dụ như đường MACD vẫn đang nằm trên đường signal và đang vẫn nới rộng khoảng cách và đều cho xu hướng lên. Các đường EMA từ EMA 5 đến EMA 200 trong ngắn và trung hạn đều có xu hướng đi lên rất là tích cực. Và các đồ thị hình nến đều có cái xu hướng tăng điểm khá trong giai đoạn vừa rồi. Như chỉ báo dòng tiền thì tuy có sự suy giảm, tuy nhiên nó vẫn đang giữ ở cái mức rất là hợp lý và cho thấy là dòng tiền chỉ đang sự vẫn ở lại thị trường và vẫn chỉ là sự luân chuyển qua lại giữa các cái dòng cổ phiếu với nhau. Và như các chỉ báo như SI, sức mạnh của thị trường đều cho thấy là cái thị trường sự tăng điểm rất là ấn tượng và trong ngắn hạn là rất là tích cực. Ngoài ra thì một cái điều mà chúng tôi cần lưu ý thêm đó là cái độ rộng thị trường. Thì rõ ràng trước đây thì chúng ta thấy là VNX thì có những phiên tăng điểm bứt phá rất là mạnh và có những cây nến hình thành tăng điểm rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì rõ ràng thì thị trường lúc đó thì dòng tiền đều chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu có nhóm vốn hóa lớn và xoay vòng trong các cổ phiếu này và khiến cho thị trường có những cái phiên tăng điểm rất là mạnh và ấn tượng và tăng điểm rất là cao. Tuy nhiên thì trong những cái phiên gần đây chúng tôi theo quan sát thì chúng ta có thể thấy là hình thành những cái đồ thị nến không còn cao và mạnh như trước đây nữa và nhỏ hơn.
Tuy nhiên thì rõ ràng là cái độ rộng thị trường nó đã có sự lan tỏa ra hết các cổ phiếu, từ các cổ phiếu nhỏ hơn, mid cap và hoặc là penny cap nhỏ hơn, các vốn hóa chung và nhỏ hơn, và không còn tập trung hầu hết ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thì rõ ràng chúng ta thấy là theo một cái quy trình tăng điểm của một cơn sóng thì hầu hết là các cổ đều đầu tiên sẽ được cái sự dẫn dắt của các cổ phiếu lớn, vốn hóa lớn, và sau khi kết thúc cái chu trình đầu tiên đó thì dòng tiền sẽ có xu hướng chốt lời ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, và họ sẽ có xu hướng quay ngược qua thu hút cái sự quan tâm của các giới đầu tư qua cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn, chung và vừa. Vì đây là cái quy trình thứ hai của cái giai đoạn thứ hai của cái một cơn sóng tăng trưởng lớn, và chúng ta có thấy là hiện giờ điều này đã được chứng tỏ là khi mà cái độ rộng thị trường nghiêng về hầu hết tất cả các mã tăng điểm và đang có sự lan tỏa hầu hết trên trên toàn bộ thị trường, và đây là cái tín hiệu tích cực cho thấy là thị trường và dòng vốn không hề rút ra mà nó chỉ đang sự luân chuyển trên các cổ phiếu, và cái sự đồng thuận đã được diễn biến rất là mạnh trên toàn thị trường, và hầu hết là các nhà đầu tư đều đang hứng khởi với cái sự đi lên của cổ phiếu này. Và điều rõ ràng chúng ta thấy trên đồ thị hình nến thì mặc dù không có cái sự xuất hiện những cây nến tăng trưởng lớn, tuy nhiên thì rõ ràng là vẫn giữ được sắc xanh và thị trường đã có sự lan tỏa và đồng thuận. Đây là một trong những cái câu chuyện rất là hấp dẫn cho những phiên giao dịch kế tiếp. Xin cảm ơn những phần trao đổi của anh ạ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục với kênh FBC để đến với phần điểm tin.